Chào, hôm nay là một ngày mới nữa. Mâm cơm chay của gia đình Kỳ Duyên mình sẽ nấu một món canh khoai ngọc với nấm bào ngư. Đây là khoai ngọt, mình sẽ sơ chế, mình sẽ gọt. Chọn củ khoai ngọt cho nó dễ gọt nha. Khoai ngọt nó suôn sẻ, mình dễ gọt hơn. Còn nữa, nó là một loại khoai ngọt tím. Bởi vì khoai ngọt tím nó sẽ bổ, nó rất là bổ. Và nhìn nó cũng ngon, hấp dẫn nữa. Nó có hai loại, một loại là khoai ngọt mỡ, nó trắng, nó không có màu tím nhiều. Rồi mình nấu canh ăn thì mình nên chọn cái này. Ví dụ như nó có hơi mắc hơn một chút xíu thì mình nó ngon hơn. Cái mùi canh khoai ngọt nó cũng thơm hơn. Cho nên nấu canh khoai ngọt thì mình nên chọn củ khoai màu tím. Đây là một củ khoai ngọt màu tím rất là ngon. Mình đang sơ chế. Mình chọn khoai suông dễ gọt phải không các bạn? Thường thì khoai ngọt á, thì người ăn mặn á, người ta hay nấu với tôm và tép hay người ta bằm thịt. Nhưng mà mình ăn chay thì ngày hôm nay là cái món khoai ngọt của mình thì mình sẽ nấu với nấm bào ngư. Đây là nấm bào ngư. Một chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn nấm bào ngư để nấu với khoai ngọt. Chay thì tất cả những món ăn mỗi ngày của chúng ta thì chúng ta đều suy nghĩ để mà chế biến ra món mới, tức là cứ thay đổi mỗi ngày mỗi ngày. Thì ăn mặn thì người ta cũng chế biến ra món khác, không có nhất thiết là phải ăn một thứ. Cho nên thường xuyên gia đình cơm chay của mình thì ngày nào mình cũng đổi món ăn hết, canh xào gỏi đậu hũ súp cà, ăn với rau, ăn đủ thứ là mình sẽ thay đổi mỗi ngày. Rồi khoai ngọt xong, đã gọt xong, mình sẽ đập ra. Thường khoai ngọt thì mình nấu mình hay lấy cái đầu và cái đít để mình đập nát ra, còn khúc giữa thì mình chừa lại mình sắc. Tại vì khúc đầu với khúc đít nó hay dễ bị sượng, cũng ngon. Cho nên đây cũng là một cách bí quyết nấu canh khoai ngọt cho nó ngon. Mình sẽ lấy đầu và đít. Hai đầu. Mình nạo nó xong rồi mình sẽ lấy khúc giữa. Khúc giữa mình sẽ cắt ra. Mình không có nạo khúc giữa. Thì khúc giữa rất là ngon. Mình xắt ra miếng khoai. Để khi nấu canh mình có cái đi ăn. Và đơn giản, dễ lắm. Ở dưới chỗ cái khúc đít của khoai ngọt thì nó bị xốp, còn ở trên đầu thì nó hơi dẻ. Cho nên cái đầu với cái đít này thì bình thường mình hay thích nạo hơn. Còn khúc giữa thì mình sẽ chừa lại. Đó là cái cách mà mình chế biến canh khoai ngọt theo ý của mình. Nhưng mà nó rất là ngon, mình cũng hướng dẫn cho các bạn làm nha. Rút thêm kinh nghiệm. Chứ khoai ngọt thì ai cũng biết là nấu canh ngon rồi đó, nhưng mà ở đây mình có những cái bí quyết hơi đặc biệt một chút để hướng dẫn thêm các bạn để mà biết mình làm cho nó ngon. Khi mình nạo cái đầu và cái đít xong, và cái còn lại là khúc giữa, nó rất là ngon, thấy không các bạn? Nên có khi thấy nấu canh khoai ngọt đơn giản nhưng mà mình thêm một chút ý ở trong đó thì cái nồi canh của mình sẽ tăng thêm cái độ ngon hơn nữa. Chứ nấu canh khoai ngọt thì em nghĩ là ai cũng biết nấu rồi đó. Em nghĩ là ai cũng biết làm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị sẽ nấu canh khoai ngọt. Mình đã nạo ra xong rồi, tắt xong luôn, rồi mình cho nước vào. Cho nước vào thì chúng ta sẽ đánh cho
cái miếng mình đã đập dập đó nó tơi ra. Bởi vì khi nó tơi ra thì khi mình nấu lên nó sẽ không có quấn cục lại. Rồi giờ bắt lên bếp nêm nếm. Muỗng bột ngọt. Hạt nêm, muỗng hạt nêm. Một muỗng muối. Và cũng rất là ít đường. Rồi xong. Nấu canh khoai ngọt này thì mình thường xuyên nên khuấy khoai lên. Bởi vì nó lắng xuống mấy cái khoai mà mình đập dập ra nó dễ bị dính ở dưới đít nồi. Cho nên khoảng chừng 5 phút, 3 phút hay 10 phút gì cái mình khuấy nó một lần. Đây là nấm bào ngư. Hồi nãy mình nói là mình sẽ nấu nấm bào ngư. Mình sẽ rửa nấm bào ngư cho sạch. Dắt nước cho khô. Ở trong cái nấm bào ngư này nó mình rửa cho nó thấm nước vô rất là nhiều. Mình chế biến mình sẽ dắt cho nó khô. Rồi, rất khô rồi mình sẽ sơ chế nữa. Mình sẽ xé nó ra. Cái nào to mình sẽ xé ra làm 3. Cái nào nhỏ mình xé ra làm đôi là được. Ở trong nấm bào ngư nó cũng có nhiều, rất là nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Cho nên ăn chay thì thỉnh thoảng mình cũng nên ăn nấm bào ngư. Cũng nhiều nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu ở trong cái nấm này nó cũng có rất là nhiều dinh dưỡng cho những người ăn chay. Cho nên trong món ăn chay của mình chế biến, thỉnh thoảng mình nên mua về để mình chế biến cùng ăn. Nó cũng rất là ngon. Hương vị cũng rất là ngọt, đậm đà, hấp dẫn. Rồi mình cho cái chảo dầu nóng. Xong mình sẽ chiên nấm lên. Mình vắt khô nước rồi mình chiên nấm nó mau vàng. Canh khoai ngọt thì mình nên thỉnh thoảng mình cào lên nha. Nó không bị dính ở dưới đít nồi. Nếu mình để nó im, nó đợi nó sôi thì có khi nó lắng xuống nó sẽ làm cho dính canh ở dưới đít nồi của mình. Cho nên mình độ chừng khoảng chừng 10 phút, 5 phút, 10 phút mình khuấy nó lên. Để nắp lại cho nó ngăn sôi cũng được. Và cái nấm bào ngư này thì khi mà mình sơ chế, mình chiên thì mình sẽ không cần chiên nó quá vàng. Mình sẽ lấy một nửa để vào nồi canh.
và một nửa thì mình sẽ muối chiên cho nó vàng, mình ăn riêng, mình ăn cơm. Còn đây là nó chưa vàng, mình không cần thiết cho nó quá vàng, tại vì bởi vì mình để cho canh, cho nên mình chỉ cần chất ngọt của nấm thôi. Còn một ít mình chừa lại, mình sẽ chiên cho nó vàng để mình ăn cơm. Ở cái nấm bào ngư này thì mình chiên trên cái dầu này. Rồi mình sẽ nêm một ít hạt nêm. Đây cũng là cách chế biến đơn giản nhưng mà cũng làm cho bữa cơm mình nó ngon hấp dẫn nè. Rất một chút xíu hạt nêm và một chút xíu mực ngọt. Mình để ra cho nó vàng lên. Thì cái món chiên của nấm bào ngư này nó cũng sẽ góp phần làm cho bữa cơm chay của mình nó ngon, nó phong phú, nó hấp dẫn thêm. Rồi, để nắp lại đợi cho canh nó sôi lên nha. Và nấm bào ngư mình cũng đợi cho nó vàng lên. Và đây là đậu hũ. Bữa cơm chay gia đình mình ngày nào cũng có món đậu hũ hết. Hôm nay mình sẽ chế những đậu hũ này, mình sẽ khử cho nó vàng lên, chiên cho nó vàng lên và xớt với cà chua. Món xớt cà đó mình đã hướng dẫn xong, mình đã hướng dẫn rồi trong mấy video trước. Mình đã hướng dẫn mọi người xớt cà rồi. Mình sẽ lựa những trái cà thật là chín, sốt cà, cà chín rất là ngon. Cà chua vừa rẻ vừa bổ dưỡng, chỉ có 10.000 đồng một ký thôi, rất là dễ ăn. Mình đi chợ mình cũng rất là thích mua cà chua, mua lần cả ký lô để dành ở trong tủ lạnh để ăn vài ngày, trong một tuần, không sao cả. Cà chua mình để tủ lạnh mình ăn một tuần trở lại không có sao hết. Rất là tốt. Rồi, mình chế biến cà chua xong, mình chỉ đợi tàu hũ cho nó vàng nữa mà mình xốt cà. Sống qua ngày chờ qua đời. Rồi như vậy là canh của mình nó đã sôi lên. Khi nó sôi lên nó tụ bọt lại thì mình sẽ hết cái lớp bọt ở trên mình bỏ. Bởi vì cái lớp bọt này mình hết bỏ để nhìn thấy rồi canh cho nó trong, cho nó đẹp, cho nó ngon nha. Rồi nồi canh của mình nó chín, nó sôi lên rồi. Mình sẽ đợi một chút xíu nữa, khoảng 5 phút nữa cho khoai nó thật sự chín. Bởi vì khoai ngọt này nó thật sự chín thì nó rất là bùi, nó rất là ngon. Nó có chín rượu một chút cũng tốt, không sao. Canh khoai ngọt mình đừng có sợ nó quá chín. Càng chín thì cái khoai, miếng khoai mình sắc ra này nó càng bùi. Cái củ khoai ngọt tím của mình ngày hôm nay mình chọn nó không có được màu tím nhiều quá. Mình chỉ thấy tím ngoài da thôi, nhưng mà mình bị lừa rồi, ở trong ruột nó không được quá tím. Thật ra là canh khoai ngọt nó rất là tím, ở trong thì nó bổ nhiều hơn. Không sao, nó cũng rất là ngon, tốt. Cũng không có đánh đổi gì quá tệ. Rồi, đây là hành lá. Trong những cái món canh chay của mình á, mình rất là thích để hành và ngò. Nó tùy theo cái món canh. Ở trong canh khoai ngọt ngày hôm nay mình để rất là nhiều hành. Bởi vì hành làm tăng hương vị của nồi canh rất là nhiều. Tốt, không có sao cả. Rồi, nhìn nồi canh rất là ngon, hấp dẫn đúng không các bạn? Và chúng ta sẽ nhắc canh xuống. Nồi canh nó đã chín.
Mình sẽ thử khoai cho nó thật sự nó sẽ chín chưa. Rồi được rồi, chín rất là ngon. Rồi, nồi canh khoai ngọt chay nấu với nấm bào ngư của mình rất là hấp dẫn. Mình sẽ múc ra tô nha. Một nồi canh chay rất là thuần khiết, rất là ngon, đạm bạc, đơn sơ, đầy đủ chất dinh dưỡng, làm cho thân tâm của chúng ta an lạc. Mâm cơm chay gia đình của Kỳ Duyên mình ngày hôm nay, mình rất mong các bạn xem những cái video chay này để mà hướng về con đường ăn chay. Ăn chay sẽ tốt cho sức khỏe trong hiện tại và tương lai, nhất là trong những cái mùa dịch cúm này. Mình coi ở trên video sức khỏe thì bác sĩ khuyến cáo là để tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại những cái loại virus dịch bệnh thì chúng ta nên ăn đậu nành thật là nhiều. Ồ, vậy thì đậu nành là một trong những món cho dành cho người ăn chay rất là phổ biến. Vì vậy thì ăn chay của ngày hôm nay là một sự hiện đại và vô cùng tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Mình rất là muốn cầu mong cho hòa bình thế giới, bệnh tật qua mau. Mọi người hãy hướng về con đường ăn chay. Và nếu không ăn được hoàn toàn thì thỉnh thoảng mình hãy cố gắng, một tuần có thể mình ăn 2 ngày là khởi đầu, và sau đó thì mình sẽ dần dần ăn thêm, một tuần ăn 3 ngày, rồi một tuần ăn 4 ngày. Thế giới này thì tất cả những cái nhà khoa học hay là dinh dưỡng sức khỏe gì họ cũng đều khuyến cáo chúng ta nên bỏ bớt thịt cá, ăn rau củ quả, ăn chay. Để chi? Để tăng cường đề kháng, để cho cơ thể của mình nó được nhẹ nhõm, nó dễ tiêu hóa. Và khi mà đề kháng cơ thể mình nó đã gia tăng rồi thì những cái bệnh tật nó sẽ khó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà ăn chay, ăn đậu nành là một trong những giải pháp để chúng ta tránh né được những cái bệnh virus hoặc bệnh tật gì đó, rất là tốt. Vì vậy Kỳ Duyên của mình ngày hôm nay cũng có một lời khuyên cho mọi người, nguyện chúng sanh được an lạc. Bệnh dịch nó, bệnh tật nó bị lùi đi, và mọi người phát tâm bồ đề, ngoài đầu hướng thiện, bỏ ác theo thiện, nguyện cho hòa bình thế giới, bệnh tật tiêu trừ. A Di Đà Phật.